Trung Quốc có thể in ra tiền nhưng không thể in ra nước. Nước là thứ tài nguyên mà ta chỉ có thể có được chứ không tạo ra được. Và đó là một vấn đề lớn với một quốc gia hiện đang tiêu thụ gần 600 tỷ mét khối nước mỗi năm. Hiện nay, dân số của Trung Quốc chiếm tới 20% dân số thế giới, tức là cứ 5 người trên trái đất thì có một người Trung Quốc. Nhưng họ chỉ có 7% lượng nước ngọt toàn cầu mà thôi. Thậm chí các vùng đất ở khu vực phía Bắc Trung Quốc còn khan hiếm nước hơn cả vùng Trung Đông khô cằn. Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tiếp đối mặt với những cuộc khủng hoảng, bao gồm khủng hoảng bất động sản, khủng hoảng ngân hàng hay chính sách đối ngoại đối với Đài Loan. Những chủ đề này đã trở thành vấn đề nóng trên các phương tiện truyền thông, nên là người ta dễ dàng nghĩ rằng đó là những vấn đề quan trọng nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, giờ đây có một cuộc khủng hoảng chết người khác đang đe dọa quốc gia phương Đông này. Đó chính là khủng hoảng nước. Hậu quả của cuộc khủng hoảng nước tại Trung Quốc không chỉ tác động lớn đến nền kinh tế và đời sống dân sinh của Trung Quốc, mà nó còn có thể gây ra tình trạng thiếu lương thực và nguyên liệu công nghiệp toàn cầu trên quy mô thậm chí còn lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine gây ra. Vậy tại sao cuộc khủng hoảng nước tại Trung Quốc lại có tác động khủng khiếp đến như vậy? Nguyên nhân, hậu quả của nó đối với chúng ta là gì? Hãy cùng Tri Thức Mới khám phá trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật nhiều những thông tin bổ ích từ chúng tôi. Tài nguyên thiên nhiên luôn là yếu tố quan trọng đối với sức mạnh kinh tế quốc gia và góp phần không nhỏ vào sự trỗi dậy của Trung Quốc trong thời gian qua. Tuy nhiên thì sự phong phú và đa dạng tự nhiên của Trung Quốc giờ đây đã là dĩ vãng, đặc biệt là tài nguyên nước. Không giống như các loại vật chất khác, không có bất kỳ chất nào có thể thay thế nước. Ngày nay, bình quân mỗi ngày Trung Quốc tiêu thụ một lượng nước kỷ lục vào khoảng 10 tỷ thùng. Tuy nhiên, trải qua 4 thập niên tăng trưởng kinh tế bùng nổ, cộng với các chính sách an ninh lương thực tự cung tự cấp ở quy mô quốc gia, đã đẩy hệ thống nước ở nhiều nơi trên đất Trung Quốc, nhất là ở khu vực miền Bắc vượt quá mức bền vững và đang đe dọa tương tự đến hệ thống nước ở khu vực miền Nam. Do tầm quan trọng vượt trội của đất nước này đối với kinh tế toàn cầu, những gián đoạn tiềm tàng do nước gây ra bắt đầu ở Trung Quốc sẽ nhanh chóng tác động đến các thị trường nguyên liệu và năng lượng thực phẩm trên toàn thế giới và tạo ra bất ổn kinh tế và chính trị trong nhiều năm tới. Vì vậy, ngay cả bạn đang ở Hoa Kỳ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở Trung Quốc. Vậy cuộc khủng hoảng nước của Trung Quốc là do nguyên nhân nào đây? Thứ nhất là do sự phân bố nước không đồng đều. Do vị trí địa lý rộng lớn và đa dạng, Trung Quốc có nhiều địa hình và vùng khí hậu. Trong khi miền Nam và miền Đông có lượng mưa dồi dào, thì khu vực phía Bắc và phía Tây lại nhận được ít mưa hơn. Hình thái thời tiết này dẫn đến những tác động đáng tiếc và trái ngược nhau khi một số tỉnh phải chống chọi với lũ lụt, trong khi các tỉnh khác lại oằn mình trong khô hạn. Hiện nay, miền Bắc Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước cực kỳ nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nhiều vùng tại Trung Quốc phải đối mặt với các đợt nắng nóng nghiêm trọng qua các năm. Mùa hè năm 2022 được coi là mùa hè nóng kỷ lục của Trung Quốc trong suốt 6 thập niên qua. Ngày 18 tháng 8 năm 2022, chính quyền Trung Quốc đã phải ban hành cảnh báo vàng quốc gia về hạn hán. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo hạn hán 4 cấp theo màu sắc, trong đó nghiêm trọng nhất là màu đỏ đến cam, vàng và xanh dương. Đợt nắng nóng này ảnh hưởng lớn nhất đến một khu vực rộng lớn ở lưu vực sông Dương Tử, trải dài từ ven biển Thượng Hải đến tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nam Trung Quốc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 25 tháng 8 năm 2022 cho biết hầu hết quận huyện tại Trùng Khánh ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C, trong đó nhiệt độ tại quận Bắc Bội ở mức kỷ lục 45 độ C. Nguyên nhân thứ hai là chất lượng nguồn nước không đảm bảo và bị ô nhiễm. Một phần đáng kể nguồn cung cấp nước của Trung Quốc không phù hợp cho nhu cầu tiêu dùng của con người. Theo một phân tích từ năm 2018 về nước bề mặt của Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, thì 19% được phân loại là không phù hợp cho tiêu dùng của con người và khoảng 7% không phù hợp cho bất kỳ mục đích sử dụng nào vì đã bị ô nhiễm. Trong đó, ô nhiễm nước ngầm còn diễn ra tồi tệ hơn. Cải thiện nước ngầm khó hơn nhiều so với xử lý nước mặt và có thể sẽ vẫn là thách thức lâu dài đối với Trung Quốc. Chất lượng nước ngầm vốn rất quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung cấp nước trong thời kỳ hạn hán, nhưng mà 30% lượng nước ngầm của Trung Quốc được coi là không phù hợp cho con người sử dụng và 16% được coi là không phù hợp cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Quá ghê gớm! Bên cạnh đó, các hóa chất nông nghiệp và công nghiệp tiếp tục làm ô nhiễm nguồn nước ngầm,
tạo tiền đề cho khả năng nguồn cung cấp nước bị suy giảm thêm trong nhiều thập niên. Dữ liệu từ Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc cho thấy Trung Quốc sử dụng lượng phân bón gấp gần 2,5 lần và lượng thuốc trừ sâu gấp 4 lần so với Hoa Kỳ, mặc dù có ít đất canh tác hơn tới 25%. Theo các nhà nghiên cứu từ các trường đại học lớn của Mỹ và Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc là nước tiêu dùng hóa chất nông nghiệp lớn nhất thế giới và chính sách di cư có thể giúp giải thích tại sao nước này sử dụng hơn 30% lượng phân bón và thuốc trừ sâu trên thế giới, trong khi diện tích đất canh tác chỉ chiếm 9% so với diện tích đất canh tác của thế giới. Đây có thể là nguyên nhân chính gây ô nhiễm lòng đất và các hồ chứa ngầm. Ngoại giới cho rằng, nhiều thập niên chính quyền Bắc Kinh đã che giấu toàn bộ các vấn đề môi trường của Trung Quốc nhằm hạn chế phản ứng dữ dội tiềm ẩn trong công chúng và tránh né các câu hỏi liên quan đến năng lực quản lý về các vấn đề này. Thành 1. Điều tồi tệ hơn là chúng tràn từ biên giới Trung Quốc ra toàn thế giới. Ngoài ra, sự biến đổi khí hậu nhanh chóng gây ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn cung nước của Trung Quốc. Các nhà khoa học cho rằng, sự biến đổi khí hậu mà hầu hết do con người gây ra đang rút ngắn mùa mưa ở Trung Quốc và làm tan chảy các sông băng quan trọng, cung cấp nước cho sông Hoàng Hà. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử đã giảm khoảng 45% so với mức trung bình trong những năm gần đây. Những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng nước. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đây là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và cũng là lĩnh vực thường xuyên phải chịu hy sinh trong cuộc chiến ưu tiên sử dụng nước ở Trung Quốc so với các lĩnh vực khác. Dữ liệu chính quyền địa phương cho biết lượng mưa ở Trùng Khánh năm 2022 giảm 60% so với quy chuẩn theo mùa và đất nông nghiệp ở một số huyện đã bị thiếu độ ẩm trầm trọng. Chỉ riêng nhiệt độ cao trong tháng 7 cùng năm cũng đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 2,73 tỷ nhân dân tệ, tương đương 400 triệu đô la Mỹ, và ảnh hưởng tới 5,5 triệu người, cũng như là 457.500 hectare đất. Vấn đề đầu tiên và rõ ràng nhất có thể phải đối mặt là sẽ xảy ra khủng hoảng lương thực nếu thiếu tài nguyên nước. Nhìn vào lịch sử Trung Quốc, chúng ta thấy nạn đói do hạn hán đã góp phần lật đổ ít nhất 5 trong số 17 triều đại của nước này. Nguyên nhân được cho là do nạn đói và tình trạng thiếu lương thực đã loại bỏ bất kỳ yếu tố ức chế nào mà mọi người có thể nhận thức đầy đủ về điều này. Chính quyền Trung Quốc đã nhấn mạnh đến việc tối đa hóa sản xuất ngũ cốc để đảm bảo an ninh lương thực, dẫn đến các chính sách mà chính phủ khuyến khích nông dân tối đa hóa sản xuất ngô, lúa mì để đạt được mục tiêu mức độ tự cung tự cấp. Vấn đề là để duy trì các vụ thu hoạch này, các trang trại ở nông thôn và thành phố đang bơm nước nhanh hơn tốc độ tự nhiên có thể bổ sung. Dữ liệu vệ tinh cho thấy trong các năm từ 2003 đến 2010, miền Bắc Trung Quốc đã mất đi một lượng nước ngầm tương đương hơn gấp đôi lượng mà Bắc Kinh tiêu thụ. Nhiều nông dân đang phải vật lộn để tìm tài nguyên mới. Đó là chưa kể đến nguồn nước ngầm ở Trung Quốc bị ô nhiễm và không phù hợp cho bất kỳ hoạt động nào. Tình trạng khan hiếm nước ngày càng nghiêm trọng có thể làm cho vùng đồng bằng Hoa Bắc màu mỡ, nơi cung cấp một lượng ngũ cốc lớn cho đất nước và phục vụ hoạt động xuất khẩu, bị mất mùa và khiến Trung Quốc rơi vào một cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng. Việc này sẽ tạo ra cú sốc lớn không chỉ đối với thị trường Trung Quốc mà cả thị trường thế giới, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm triệu người ở khu vực châu Mỹ Latin, Trung Đông, Bắc Phi và châu Á. Thống kê cho thấy nếu Bình Nguyên Hoa Bắc bị mất 33% mùa màng do thiếu nước thì Trung Quốc có thể sẽ cần phải bù đắp bằng cách nhập khẩu khoảng 20% lượng ngô và 13% lượng lúa mì được giao dịch trên thị trường quốc tế. Nếu hạn hán làm giảm sản lượng lúa ở miền Nam Trung Quốc hoặc Hắc Long Giang ở vùng Đông Bắc màu mỡ của Trung Quốc, điều đó có thể tạo ra những cú sốc thị trường, thậm chí còn lớn hơn do thị phần tiêu thụ gạo của Trung Quốc không cân xứng. Tất cả ba loại ngũ cốc chính đều quan trọng đối với hàng trăm triệu người tiêu dùng có thu nhập thấp trên toàn thế giới. Trong đó ngô là lương thực chính ở Mỹ Latin, lúa mì quan trọng ở Trung Đông và Bắc Phi, trong khi gạo thiết yếu trên khắp châu Á. Trung Quốc hiện đang phải duy trì kho dự trữ ngũ cốc chiến lược, tương tự như kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn không tránh khỏi tình trạng thiếu hụt năng suất trong nhiều năm. Nếu khủng hoảng nước và khô hạn kéo dài, một kịch bản như vậy có thể sẽ buộc các nhà kinh doanh thực phẩm Trung Quốc phải khẩn trương thâm nhập thị trường toàn cầu. Khi họ hành động như vậy, giá lương thực có thể sẽ tăng đột biến ở các nước có thu nhập cao, đồng thời khiến hàng trăm triệu người ở các nước nghèo không thể tiếp cận được các mặt hàng thực phẩm quan trọng, dẫn đến nguy cơ nạn đói lan rộng và một cuộc chiến tranh về giá lương thực.
Cuộc khủng hoảng nước của Trung Quốc đã vượt xa lĩnh vực nông nghiệp. Ngành năng lượng của nước này lớn nhất thế giới cũng phải đối mặt với những rủi ro đáng kể, cũng vì nước gây ra. Bất chấp những khoản đầu tư lớn vào năng lượng tái tạo, gần 90% nguồn cung cấp điện của Trung Quốc vẫn cần nguồn nước dồi dào, đặc biệt nhất là thủy điện. Thậm chí cả sản xuất điện hạt nhân vẫn cần nguồn cung cấp nước lớn và ổn định cho bình ngưng hơi nước và làm mát lõi lò phản ứng cũng như thành nhiên liệu đã qua sử dụng. Điều đáng lưu ý là tất cả các lò phản ứng điện của Trung Quốc hiện đang vận hành hoặc đang được xây dựng đều được bố trí ở gần bờ biển và có thể sử dụng nước biển để làm mát. Báo động hạn hán còn khiến các tỉnh thành Trung Quốc phải hứng chịu một số đợt cắt điện tồi tệ nhất đất nước. Các thành phố chìm trong bóng tối kéo dài hàng giờ. Tại Thượng Hải, ánh sáng đèn đường dọc theo bờ sông Hoàng Phố nổi tiếng cũng tắt ngấm. Cuộc khủng hoảng thiếu điện ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc, buộc một số nhà cung cấp cho các công ty như là Tesla phải tạm dừng hoạt động. Mất điện cũng khiến các nhà sản xuất lithium và những nguyên liệu thô quan trọng trong ngành công nghiệp điện tử và quang điện mặt trời phải tạm ngừng sản xuất. Nếu Trung Quốc mất 15% sản lượng thủy điện trong một năm vì thiếu nước, họ sẽ phải bù đắp bằng nguồn điện khác. Hiện nay chỉ có các nhà máy nhiệt điện than mới có khả năng bù đắp sự thiếu hụt này. Việc này khiến Trung Quốc phải tăng cường sản xuất nhiệt điện, từ đó gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng thêm. Cuộc khủng hoảng nước của Trung Quốc cũng sẽ ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nhà phân tích đánh giá, các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày nay đang không được chuẩn bị cho một đợt hạn hán ở Trung Quốc. Và nó có thể làm gián đoạn các mô hình buôn bán ngũ cốc và sản xuất nguyên liệu công nghiệp chính trên nhiều châu lục. Trung Quốc là nước sản xuất nhôm, ferrosilicon, chì, mangan, magie, kẽm lớn nhất thế giới và hầu hết các kim loại đất hiếm cũng như nhiều kim loại và vật liệu đặc biệt khác. Sự thiếu hụt điện năng của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng toàn cầu vì các cơ sở công nghiệp chiếm hơn 65% lượng điện sử dụng ở Trung Quốc. Một thực tế mà các nhà sản xuất ô tô châu Âu đã phát hiện ra vào cuối năm 2021 khi tình trạng thiếu điện đã hạn chế hoạt động của nhà máy luyện magie ở tỉnh Sơn Tây, nơi cung cấp khoảng 50% sản lượng toàn cầu. Khi lượng magie tồn kho giảm mạnh, giá tăng gấp 7 lần so với mức bình thường và người tiêu dùng công nghiệp châu Âu đã phải kêu gọi chính phủ hành động nhằm bảo đảm nguồn cung. Thưa quý vị, nhận thức được tính cấp thiết của cuộc khủng hoảng nước, ngay từ năm 2003, chính phủ Trung Quốc đã khởi động dự án chuyển nước Nam Bắc trị giá 60 tỷ đô. Theo đó, nước từ các nhánh sông Dương Tử được lấy để bổ sung cho miền Bắc khô hạn. Tuy nhiên, việc chuyển nước không giải quyết được vấn đề khan hiếm hoàn toàn, cũng không ngăn được miền Nam chống chọi với hạn hán, cũng như là không giúp bổ sung thực sự nguồn nước dự trữ của miền Bắc. Ngoài ra, để tăng lượng nước mưa và đôi khi phục vụ các dịp đặc biệt như là Thế vận hội, các lễ kỷ niệm lớn, Trung Quốc cũng gieo mưa nhân tạo, di rời ngành công nghiệp nặng ra khỏi các khu vực căng thẳng với nước và đầu tư ồ ạt vào cơ sở hạ tầng quản lý nước. Vào tháng 4 năm 2022, một quan chức Bộ Tài nguyên ước tính khoản đầu tư hàng năm vào các dự án liên quan đến nước có thể đạt 100 tỷ đô la. Điều này cho thấy nỗ lực đang thực hiện để cố gắng giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, con đường tiềm năng của Trung Quốc để thoát khỏi tình trạng khó khăn này bị ràng buộc bởi thực tế kinh tế, vật chất và môi trường chính trị khắc nghiệt ở đất nước này. Khi mà Trung Quốc tiếp tục khai thác quá mức nguồn nước ngầm trong bối cảnh thời tiết ngày càng biến động mạnh, mỗi năm nước này lại tiến gần đến một sự kiện thảm khốc về nước hơn. Hơn nữa, với vai trò là một nền kinh tế quan trọng trên thế giới, những gián đoạn tiềm ẩn do cuộc khủng hoảng nước ở quốc gia này sẽ nhanh chóng gây ảnh hưởng thông qua các thị trường thực phẩm, năng lượng và nguyên liệu trên toàn cầu và gây ra tình trạng bất ổn kinh tế và chính trị trong nhiều năm tới. Vâng, quý vị nghĩ gì về tình trạng khủng hoảng nước của Trung Quốc trong những năm tới? Liệu kịch bản tồi tệ nào sẽ còn xảy ra với đất nước khổng lồ này? Xin hãy để lại đôi lời bình luận ở bên dưới để tương tác liên tục cùng ekip chương trình. Còn bây giờ, Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại!